Tôi, Bùi Văn Bằng, Ban truyền thông chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình hải ngoại xin kính chào và gửi đến toàn thể quý song nguyện khắp nơi lời mời gọi của anh chị chủ nguyện Trung ương Hải ngoại Khuyết điệp ghi danh tham dự Đại hội Thế giới về bên mẹ La Vang Huế từ ngày 23 đến 25 tháng 2 năm 2018. Vấn đề mà ghi danh để tham dự về cái đại hội đó như thế nào, anh có thể cho tất cả quý song nguyện ở khắp nơi biết để về cái thủ tục ghi danh như thế nào? Dạ vâng, xin cảm ơn anh chị Bằng Yến rất là nhiều. Đồng thời cũng kính thưa quý anh chị song nguyện và gia đình khắp nơi trên thế giới. Như mọi người đều biết, Đại hội Song nguyện Thế giới kỳ 5 được tổ chức vào tháng 6 vừa rồi tại Nam California là một sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu 30 năm chương trình phục vụ các gia đình khắp nơi trên thế giới. Vì là một hồng ân quá lớn lao, nên chương trình đã dành ra nửa năm kể từ Đại hội Song nguyện Thế giới kỳ 5 đến dịp Hội La Vang này để tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đó. Vì là hồng ân lớn lao nên nhân dịp này chúng tôi xin được cùng với cha Paulo Nguyễn Luận là Tổng Linh Quyền chương trình Thăng tiến hôn nhân quê nhà, cũng là trưởng ban tổ chức Hội La Vang, và cha Francisco Trần Quốc Tuấn là Tổng Linh Quyền của chương trình tại hải ngoại. Chúng tôi tha thiết kính mời toàn thể song nguyện và gia đình khắp nơi trên thế giới về dưới chân mẹ La Vang để cùng tạ ơn. Thế thì để việc được tổ chức được chú đáo, thì chúng tôi xin thứ nhất về phía quốc nội, chúng tôi xin quý anh chị song nguyện và gia đình tại quốc nội ghi danh với các cặp chủ nguyện tại địa phương của mình. Còn phía về hải ngoại, chúng tôi dự trù ba cái phương cách để giúp tất cả các anh chị em song nguyện và hải ngoại có thể về tham dự Hội La Vang một cách chú đáo. Trước hết, với những anh chị em, những gia đình mà tự về thăm quê nhà rồi đến ngày Hội La Vang, đến trung tâm Thánh Hội La Vang, thì chúng tôi xin quý anh chị đóng góp ghi danh cho các tại các chủ nguyện tại địa phương. Rồi và khi đến tham dự đại hội thì chúng ta sẽ đóng một cái lệ phí là 60 đô la, trong đó gồm tiền ăn uống trong 3 ngày đại hội và nghỉ tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Cái thứ hai đó là những anh chị em song nguyện dù đến trước, đến bất cứ thời điểm nào, nhưng chúng tôi hẹn quý anh chị tại đón quý anh chị tại phi trường Đà Nẵng. Sau đó thì có xe bus chuyên chở quý anh chị và gia đình từ phi trường Đà Nẵng về La Vang. Trên đường đi chúng ta cũng sẽ ăn trưa và tham quan một số địa điểm và tham dự đại hội. Và trong thời gian quý anh chị tham dự đại hội đó thì quý anh chị được hưởng cái tiêu chuẩn là hai người ở trong một phòng khách sạn cộng với các cái chi phí ăn uống, thì tổng cộng và sau đại hội thì chúng tôi sẽ đưa quý anh chị trở lại phi trường Đà Nẵng để đi đến nơi nào quý anh chị muốn. Thì cái lệ phí tham dự cho mỗi một người là 125 Mỹ Kim. Cái phương cách thứ ba là cũng như là cái phương cách thứ hai chúng tôi vừa thưa, nhưng sau khi tham dự đại hội xong rồi, kết thúc rồi, thì quý anh chị sẽ đi có một cái tour gồm 3 đêm và 2 ngày nữa để tham quan một số những địa điểm lịch sử và thắng cảnh tại Việt Nam. Thì cái số chi phí này bao gồm tất cả tiền khách sạn, tiền di chuyển, tiền ăn uống là mỗi một người là 295 đồng thưa anh. Dạ thưa anh, đây là một, có thể nói rằng một cái tổ chức đại quy mô trên thế giới mà Việt Nam là cái chính. Vậy thì trong cái tư cách anh là ban tổ chức của đại hội, anh mong điều gì ở tất cả các anh chị em song nguyện tại hải ngoại? Vâng, thưa anh, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi đó. Thật sự đây là điều chúng tôi hết sức quan tâm. Để tổ chức một cái Hội La Vang với tầm cỡ quốc tế mà cho đến bây giờ chúng tôi dự trù cái số người tham dự có thể trên dưới 2.000 người. Để tổ chức cho một cái hội với một số người tham dự đông như thế, dĩ nhiên đòi hỏi một số chi phí khá lớn. Chúng tôi dự trù cho đến bây giờ ước tính cái số chi tiêu nó có vào khoảng trên 40.000 đô la. Thì như quý anh chị thành tâm trong cái dịp này, tôi cảm ơn anh Bằng đã đặt câu hỏi đó. Chúng tôi rất mong và tha thiết mời gọi quý anh chị song nguyện và gia đình khắp nơi trên thế giới. Đây là một cái cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa qua việc đóng góp một cách cụ thể. Chúng tôi không ấn định bất cứ một cái khoản đóng góp nào, nhưng chúng tôi xin mỗi một song nguyện
Như chúng tôi vừa thưa, đây là một cái một biểu tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa. Thì quý anh chị chúng ta đóng góp tùy theo liên gia, dù ít dù nhiều, chúng ta đóng góp cho các liên gia trưởng tại các địa phương. Sau khi đóng góp rồi, chúng ta tập trung vào cho các chủ nguyện tại các địa phương và sau đó chuyển về cho Ban điều hành Trung ương Hải ngoại để chúng ta cùng đóng góp cái việc tổ chức Hội La Vang này cho ban tổ chức tại quê nhà. Xin cảm ơn anh. Chị Điệp là vợ của anh chị chủ nguyện Trung ương Hải ngoại, tâm tình chia sẻ nỗi lo âu của ban tổ chức cũng như lòng ước ao của quý song nguyện quốc nội. Để tiếp lời của nhà tôi thì tôi cũng xin được chia sẻ về cái sự lo lắng và mời gọi. Thì cũng xin được kính chào quý anh chị song nguyện Hải ngoại và quê nhà. Thì chương trình của chúng ta đã được 30 năm qua cha sáng lập. Và không ít thì nhiều, tất cả chúng ta đều được ơn Chúa. Thì người nào cũng nghĩ rằng mình có cơ hội mình sẽ đền ơn Chúa đã ban cho mình trong cái khóa học đó. Mà trong vòng 30 năm nay chưa có bao giờ kêu gọi một cái cơ hội nào. Nhưng mà bây giờ là cái cơ hội mình về bên mẹ La Vang để tạ ơn Chúa. Nếu các anh chị em nào sắp xếp để đi được thì là điều tốt. Còn nếu không thể sắp xếp đi được thì cũng xin mời quý anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho cái ngày đại hội được ơn Chúa và được mọi sự tốt đẹp. Đồng thời, tôi cũng xin kêu gọi quý anh chị đóng góp để giúp cho quê nhà. Quê nhà thì sẵn sàng đi để tham dự đại hội, nhưng cái điều kiện họ không có được như ở mình ở hải ngoại. Cho nên tôi xin kêu gọi các anh chị em ở hải ngoại được Chúa cho có cái điều kiện dễ dàng hơn, thì xin đóng góp để giúp cho các anh em ở quê nhà, để họ dễ dàng để đi đến với đại hội, đến với Đức Mẹ La Vang để đền ơn, để tạ ơn Đức Mẹ đã ban cho chương trình của mình được 30 năm. Và đó là một cái điều kiện và cái cơ hội tốt nhất để quý anh chị em song nguyện chúng ta để đền ơn lại cho chương trình và gặp gỡ nhau trong cái ngày đại hội này. Và lời sau cùng, xin Chúa chúc lành cho đại hội La Vang được mọi sự tốt đẹp và các anh chị em về tham dự từ khắp nơi được Thiên Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân. Hẹn mình sẽ gặp nhau tại ngày đại hội La Vang và sau ngày Tết.